chúng ta được tiếp nhận Phật pháp chỗ mà những đức thường nhắc đó là tin nhân quả cái này rất quan trọng và chúng ta luôn luôn sống trong cái tâm biết ơn vì cái người mà tin nhân quả thì chắc chắn là mình sống bằng cái tâm biết ơn mà mình sống trong cái tâm biết ơn thì chắc chắn là bản thân mình sẽ không bao giờ đi hơn thua tranh giành đấu đá với ai sống bằng cái tâm biết ơn thí dụ như giờ chủ nhật ngày cộng tu quý vị nhớ là miễn sao quý vị thấy thoải mái và vui còn riêng bản thân những đức thì mình ở nơi nào đó mình tu tập bình thường không có gì hết Đấy không nhớ là miễn sao quý vị thấy an lạc và vui nói vậy là hiểu rồi dù là quý vị à, à, tập trung lại tu hay là quý vị về chùa hay sao miễn sao quý vị vui nghĩa là tôn trọng tôn trọng cái sự thích của quý vị chúng ta đều tôn trọng điều đó đối với mỗi một con người và mình mang một cái tâm biết ơn quý vị để mình sống đó là đặc biệt nhất vậy thì mang cái tâm biết ơn vậy giờ mình đang ngồi đây rất là bình yên mình biết ơn những người giữ cái cảnh bình yên này cho mình để mà mình ngồi nếu như uh, uh, cái đất nước của mình mà lộn xộn lưu bu mình có ngồi để mình tu được nên bản thân mình khi đi đến đâu tập trung người bản thân mình phải giữ an ninh cho đàng hoàng từ xe cộ từ máy niệm phật mình bật lên mình tu tuyệt đối không làm đụng chạm và động đến ai cả đó là mình biết ơn đó quý vị vì mình không muốn tại vì bản thân mình là mình là người nghe đạo tin nhân quả rồi mình không muốn làm phiền ai cả Đấy không? Ví dụ như từng này đến nhà bạn đồng tu này, từng sau đến nhà bạn đồng tu khác. Ví dụ, ai rủ mình, mình đến đó mình tu tập xong, người ta nấu miếng đồ ăn, người ta đãi mình ăn. Ví dụ đi, ví dụ như năm sáu người gì, chị em bạn đồng tu, nay nhà ngày, người này chủ nhật, ngày mai nhà kia thứ bảy hay gì đó, sắp xếp. Mà cái đặc biệt nhất của mình là đi đến đâu tuyệt đối không có làm phiền người khác. Vì khi mình bắt máy niệm Phật nhà bên cạnh người ta không niệm Phật, làm động người ta, điều đó người ta nói mình bắt nhỏ lại, mình bắt nhỏ lại. Nghĩa là không có làm động đến người khác. Nhất là cái bên an ninh tuyệt đối bản thân mình phải chấp hành cho đàng hoàng. Đó là biết ơn đất nước quý vị. Mình sống trong một cái quốc gia được bình yên như vậy, mình được tu tập mới được chứ. Nếu như mình sống một cái quốc gia mà không được bình yên thì sao mình tu tập được đây? nó lộn xộn tối ngày mình làm sao mình tu được giống như gia đình mình mà không hòa mình ở trong đó mình tu cũng khó một đất nước mà không hòa làm sao mình tu được bình yên mình ở được bình yên nên từ nơi đó mà mình phải biết ơn để bản thân của mình phải chấp hành cho tốt vậy thì nó mới lâu dài chứ tuyệt đối mà mình đi đến nhà ai mà mình tu tập mà thấy tập trung mà đông 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 đông, đông gì nè mình từ xe cộ để ngoài trước đường hay là mình vào nhà mình tu tập, mình đóng cửa lại làm sao? Không để âm thanh lọt lớn bên ngoài những gia đình người ta không tu, người ta không chấp nhận. Thí dụ, mình là những người mà chủ nhà đó phải tính toán cho kỹ. Còn mình đến mình không được, ví dụ như cái nơi nào, thí dụ như mình đi đến... Bật niệm Phật, bật dừa dừa làm sao Đừng bật lớn quá, làm phiền đến người khác Nghĩa là mình phải khéo léo Thì mình mới lâu dài Chứ nếu không á nó không lâu dài là không đặc biệt đó. nên mình mang một cái tâm biết ơn đi mình cứ luôn luôn mình tin nhân quả mang một cái tâm biết ơn để sống tại vì sống rất là đặc biệt ừ. dù cuộc đời mình có một sự cố gì đến với mình đi chăng bản thân mình đặt đừng bao giờ đặt câu hỏi tại sao đừng bao giờ đặt câu hỏi tại sao tôi làm nhiều điều tốt nhưng mà tại sao tôi như vậy mình làm rất nhiều điều tốt nhưng mà cái nhân quả của mình đó. Hết à, nghe quý vị à, Mình làm rất nhiều điều tốt Nhưng mà đó là cái nhân quả của mình Bản thân của chúng ta Phải luôn luôn tin nhân quả Thì bản thân của mình tu tập nó sẽ rất là an lạc Thí dụ như ngồi đây những Đức thấy có nhiều cháu nhỏ rất là ngoan, rất là giỏi. Nhỏ nhỏ thôi mà cũng tu tập hết một thờ đối với người lớn. Có những chỗ đông cũng có các cháu nhỏ, mấy thằng trai lớp đạo làm con. Rồi ở ở quê những Đức ở Tân Châu gì cũng có các cháu nhỏ nhỏ gái nó ngồi nó tu nên từ nơi đó mà những Đức thấy rằng là cái pháp môn niệm Phật này người lớn người nhỏ nít gì cũng ai cũng tu được rất là đặc biệt mà ngày chủ nhật mà cộng tu mà đông như vậy số lượng này rất là đông chứ không vậy? ừ. nên từ nơi đó mà những đức nhắc quý vị là mang cái tâm biết ơn thì mình đi đến đâu mình cũng quan sát quan sát cái gì vì cái cuộc sống bên ngoài gần nhà cửa người ta nếu như mà người ta mà không thích không đồng ý hoặc là mình đi đến đâu mình chỉ biết mình mình không để ý đến cái 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 cảm nhận của người ta xung quanh nhà gần mình gì hết là mình cũng phiền phức á Thiền phức cái ông dẫn đâu nghe. đó nên mình là người biết uh, uh, niệm Phật, tin nhân quả, bản thân mình phải quan sát, phải để ý. Để một là mình đi đến nhà ai đó mình cũng phải lo cho cái gia đình của người ta. Tại vì gia đình người ta mà mình đến đông quá như gì nè. Ví dụ như bây giờ ở trong chùa truyền rồi đi đông nói chi mà trong nhà mà đông người như vậy thì bản thân mình phải phải làm sao cho nó được lâu dài. Mà cái lâu dài nhất là mình biết ơn người ta mình không có làm ảnh hưởng tới cái an ninh nơi đó thấy không vậy thì nó đúng đó tại vì mình tu là được cho mình rồi mà làm phiền người khác là không có được nó làm phiền người khác là không có được chứ không phải là mình nói bắt niệm phật lớn là 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 nó nó tốt mình bắt rầm 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 rầm, rầm ở nhà trầm sớm ta không nghe được người ta bực bội khó chịu là không được á như ở trong chùa chiền đồ mà gần nhà người ta mà khi mình bắt lớn người ta kêu bắt nhỏ mình còn phải bắt nhỏ lại không chi là nhà mà ở ngoài xã hội mà mình sống gần người ta mà mình bắt lớn um sùm thấy không? Nên mình làm cửa nẻo thì sao thì đó mình tu không làm phiền đến người khác. Giống như giờ những đức ở nhà cái cô này như đức tu tập nè. Cái âm thanh bắt có chút xíu quý vị. bắt rất là nhỏ luôn. Như đức niệm giống như niệm gió theo như đấy bí. Tại vì cái âm thanh niệm Phật á. Thí dụ như âm thanh niệm Phật là 10 thì mình niệm khoảng chừng 8 theo thôi. Thì tu rất là an lạc. Còn cái âm thanh niệm Phật 10 mà mình niệm 12 tiếng của mình là nó không an lạc. Vì mình niệm cái tiếng 12 là nó vượt qua cái âm thanh dẫn mình ơi. Giống như cái người dẫn mình mà mình vượt qua người ta làm sao mình an lạc được. Nên mình cái âm thanh niệm Phật 10 thì mình niệm 8. Âm thanh niệm Phật 12 thì mình niệm 10. Thì để cho cái âm thanh dẫn nó dẫn mình đi. Thì mình niệm. Thì mình mới nhiếp tâm được. Vì nhớ nghe cái âm thanh tu nó quan trọng lắm á. Còn thí dụ như âm thanh lớn thì mình niệm hơi lớn một chút. Âm thanh quá nhỏ mà niệm gió theo thôi niệm gió theo nhưng mà mình niệm vừa vừa đừng có niệm hước nghe ví dụ như cái tiếng niệm phật như đức vị đừng có niệm hước niệm hước lại giống như quý vị ví dụ như a à di đà phật a à di đà phật niệm liên 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 gì li, mình sẽ mệt à tại vì cái câu niệm phật như nó chậm thì có thể một nhịp a à di đà phật là mình hít được hơn nữa mình niệm câu nữa tuy nhìn nó gió nhỏ chậm nghe nhưng mà nó câu phật hiệu nó rất là nhiếp tâm rất là khỏe luôn à năm đừng có liên, liên 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 mình niệm mình để nói hụt hơi mình luôn là mình mình tu xong mình rất là mệt nên cái người mà tu khi mà giữ được cái khí lực mình là con người nó sẽ an định trong cái lúc mình tu dữ lắm còn mình tu mà mình hao hết khí lực là hơi hát của người mình không còn nữa đây giống như cái bong bóng mà nó đủ hơi nó tròn lên còn khi cái bong bóng mà nó hết hơi nó sẽ lép xuống như... à con người mình vậy nên mình phải tu tập làm sao giữ được cái khí lực của người mình nên khi niệm phật cũng vậy nó niệm vừa phải thôi Đừng có niệm quá lớn nó Nên theo cái nhịp nhàng niệm cho đàng hoàng Như thì quý vị tu rất là an lạc nó Nên những đức thấy rằng là Trong cái thời điểm này Quý vị cũng tìm mọi cách quý vị cùng tu Cùng với những đức Điều này là một cái tấm lòng mà những đức biết ơn quý vị lớn dữ lắm Chúng ta bây giờ Tại sao mà mỗi lần mà lên chào Vì những đức nói là đại gia đình chúc đại gia đình bình an Giờ những đức cũng là một vị cư sĩ Nên nói với vị là một gia đình Đại gia đình là gì mình quá đông Nên đại gia đình những đức mong rằng đại gia đình của mình niệm phật siêng năng và mỗi một con người sống trong hoàn cảnh nào cũng có niềm vui, riêng bản thân của những đức quý vị không cần phải bận tâm lo lắng đến, nha. Vì những đức sống rất là đặc biệt trong mọi hoàn cảnh mà không sao đâu. Với một nữa là có người mình thật sự mà nói như bản thân những đức bây giờ đâu có gia đình gì bên ngoài, mình cũng không có vợ con gì thì bản thân của mình dù cho gặp trường hợp gì bản thân mình phải cố gắng tu tập không có phụ lòng quý vị như quý vị, vị, thấy hồi đó những đức ở chùa làm việc quá dàn luôn lễ hội ngày chủ nhật những đức tổ chức quá nhiều chương trình luôn bây giờ những đức không còn làm cái gì nữa thì những đức tu quý vị suốt luôn ngày bốn năm thờ tu suốt với quý vị luôn Như hồi tối 12 giờ khuya sáng 4 giờ rưỡi rồi tới giờ này tu tập như hồi to hôm qua ngủ nguyên một đêm chỉ có tiếng rưỡi đồng hồ thôi như? nhưng mà nó cơ thể nó rất là khỏe nên từ nơi đó mà quý vị có dịp về chùa cho những đứa gửi lời thăm các cụ già. Nó nói các cụ là những đứa rất khỏe. Nó nói sống với nhau quý vị. Cũng tình thương mến thương những đứa khi mà cái duyên hết ở trong chùa những đứa đi thì các cụ cũng rất là nhớ mình. Như bản thân mình cũng rất là nhớ các cụ. Rất là nhớ các cụ. Hôm qua những đứa coi cái công đoạn mà lúc trước những đứa có đi lên chùa Quan âm cách nay nhiều năm lắm cái người ta làm mấy bài hát coi lại tự nhiên thấy xúc động nghe hoặc là phát tivi anh ảnh nói chuyện với các cụ già ở trong chùa mấy bà cụ có điều gỡ lời thăm mình mấy cụ già già rồi coi công đoạn của anh nhất phương nói một câu rằng thầy nên có thời gian về thăm các cụ già vì các cụ lớn tuổi có khi lâu quá không biết khi thầy về có những cụ còn sống hay không thật sự mà nói thì mình bây giờ mình về thăm các cụ già xin thưa quý vị là khi mình đi nó nấm níu dữ lắm quý vị không đơn giản chút nào ừ. nên là sống ở đó 10 năm chờ mến tay mến chân không đơn giản bởi vì biết con người những thứ sống rất là tình cảm đối với tất cả con người từ trong chùa cho đến hàng phật tử khắp nơi nơi thật sự trong lòng mình rất là mong muốn giúp cho người ta được vui ạ. tại vì những đức là người sống đã từng đi làm thuê làm mướn ngoài đời vất vả và căng thẳng mệt lắm nên những đức biết quý vị ở ngoài đời quý vị rất là nhiều cái áp lực trong cuộc sống nên từ nơi đó mà mỗi lần người ta về chùa bản thân mình muốn làm cái gì đó để cho người ta được bình yên để cho người ta được vui khi đến ngôi tam bảo giống như nói câu là chùa là tổ ấm ta về mà tổ ấm thì nó phải là bình yên nó phải thương yêu phải bình yên phải thương yêu sống với nhau bằng cả tấm lòng thì nơi đó mới gọi là tổ ấm ta về thì quý vị về chùa rất là đông lúc trước là vì cái nơi đấy quý vị về bị vị cảm thấy rất bình an rất là vui rất là bình an rất là vui giống như lúc đó quý vị về như đức thường nói câu rằng là thật sự ngày xưa những nước ngoài đời đi làm thuê làm mướn kiếm tiền không dễ nên nói cái việc mà đi về chùa từ xưa tới giờ quý vị Phật tử thấy chưa bao giờ nhà Đức nói một câu gì mà nói là một chương trình gì hay nuôi các cụ mà quý vị phải quyên góp không có. Chưa bao giờ một lần nào cả. Vì sao? Vì những Đức thấy rằng là mỗi một con người có khi người ta có tiền, có khi người ta không có tiền. Nên không có muốn làm phiền người khác. Như bản thân những Đức bây giờ chỉ có một hai anh em quý vị không cần phải bận tâm, không cần phải lo đến. Và nếu như cả cuộc đời nhà Đức mà tu tập như vậy thì quý vị nhớ kỹ là những đức giống như cuộc sống như đức đã sống được rồi thì không cần bận tâm không cần lo lắng đến dù một ngày nào quý vị biết những đức ở một chỗ nào hoặc là chúng ta nhất định sẽ có duyên gặp nhau đó chắc chắn quý vị chúng ta sẽ có duyên gặp nhau đó nhưng mà không bao giờ cái chuyện gặp những đức mà mua cho những đức một cái gì ăn không bao giờ cho tiền những đức tuyệt đối không cho những đức cái cuộc sống đầy đủ để cho những đức sống bình thường đi Đó là cái rèn luyện những đức Đặc biệt tốt nhất Rèn luyện những đức Tốt nhất Đó. Giống như những đức nói Mấy bữa trước những đức nói rằng Một hai người Khi mà người ta cũng biết Những đức ở đây Đến mà người ta mua đồ cho những đức Những đức nói rằng thiệt đối đừng mua nữa Thương những đức thì đừng có mua cái gì nữa Tại vì sao Để cho con người này Sống bình thường đi đó là đặc biệt nhất Nó Giống như chỉ có một hai người Tôi sống đủ, đủ mà sống ít Chút xíu rồi, không sao đâu Nên từ nơi đó quý vị khỏi càng lo Không biết bây giờ Ông thầy không sống thì sao Ông có cuộc đầy đủ hay không Đừng có quan tâm điều đó Có người ta còn khỏe mà quý vị Cuộc sống sinh tồn mà quý vị đừng có lo Sao đâu Thấy không những đức mong như rằng là gặp quý vị mà lên buổi tu thấy vị tu vị an lạc là mừng rồi dù cho chúng ta trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta vẫn ngồi để tu tập được gì là những đức quá cảm ơn quý vị. Thật sự, những đức bị bao nhiêu tai tiếng mà quý vị vẫn ngồi để tu những đức là những đức đã đã đã, đã đổi ơn quý vị lắm rồi, thật sự luôn. Nên con người chúng ta sống trong cái tâm biết ơn quý vị à. Sống trong tâm cái tâm biết ơn có nghĩa là chúng ta từ xưa tới giờ gặp nhau. Có khi chúng ta đến với một người thân trong gia đình mình, khoảng thời gian rất lâu họ đã lo cho mình rất là nhiều. Đến khi một ngày nào họ lỡ bị một cái gì họ dấp ngã Mình đừng bao giờ đá đổ hết tất cả những cái việc Mà họ đến với mình Nếu mình sống như vậy Thì lương tâm mình nó sẽ hẹp dữ lắm quý vị Thật sự con người nên phân tách ra Cái lúc mà người ta giúp mình Người ta lo cho mình đến mức nào Lỡ người ta một ngày nào Có sự trở ngại gì đó Bản thân mình nên cho người ta cơ hội Một con người mà lỡ bị giấp ngã Mà họ quyết tâm đứng lên Quý vị mà cho họ cơ hội bị giúp đỡ họ con người này về sau cực kỳ vững chắc Vì sự thành công nào của một con người Cũng đều phải trải qua sự trở ngại chung trùng Và phải có sự kiên nhẫn cực kỳ cao Nên trong đạo Phật có câu nói rất là hay Nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ Nhẫn lớn thành tụ lớn Nếu mà không có cái chữ nhẫn là hoàn toàn chúng ta thất bại Thật sự Nên quý vị để cho những đức Quý vị rèn luyện những đức là Cái tâm kiên nhẫn Bây giờ là quý vị đang mong những đức là mỗi ngày phải tu đó. Mỗi ngày phải tu 4 năm thờ với quý vị đó, cái đó là điều mà quý vị phải là 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 là, là, là ủng hộ những đức cho những đức tu tập như vậy đó. chỉ cái thời gian mười mấy năm những đức trong ngôi tam bảo, những đức lo việc này việc kia việc nọ chạy chỗ này chạy chỗ kia, chương trình tổ chức pháp hội, quý vị thấy những đức cực cỡ nào chưa? Mà bây giờ mới là những đức được lên tu chung với quý vị nè. Mà lúc này mà quý vị thấy những đức tu Quý vị mới thấy mừng là Là cái người mà hướng dẫn mình tu Lúc họ bình thường họ nói Họ gặp bất cứ sự cố gì họ cũng niệm Phật Bây giờ họ niệm Phật Mình cùng tu với họ Mình được gì là mình mừng dữ lắm rồi Còn những đức thì rất là biết ơn quý vị Giống như cái động lực của quý vị Là sự hỗ trợ Giúp đỡ cho những đức rất lớn Không phải cho tiền cho cuộc sống mà là giúp đỡ chứ chắc Mà quý vị đang là giúp Cái động lực, cái tâm huyết để cho những đức đứng lên trong khi những đức gặp sự trở ngại nên á, mình năm nay những đức 43 tuổi không biết sống tới chừng nào mình chết nhưng mà mình sẽ quyết tâm cố gắng với cái tấm lòng và sự ủng hộ quý vị những đức sẽ hết lòng hết già biết ơn quý vị những đức sẽ đem cái môn tịnh độ này chân thật và giữ thiệt bằng cả tấm lòng nên từ nơi đó mình phải sống trong cái tâm biết ơn quý vị dù cuộc đời những đức có gặp sự trở ngại gì quý vị đừng bao giờ thấy như đức thiệt thòi nhớ kỹ những hàng phật tử nhớ kỹ đừng bao giờ thấy như đức thiệt thòi nếu như quý vị thấy như đức thiệt thòi bị đi tức người ta quý vị đi ghét người ta bị nói người ta là quý vị sai vì đây là nhân quả của nhân đức tuyệt đối không được tức người ta không được ghét người ta dù người ta có nói những đức cái gì đi chăng nữa mặc kệ không quan tâm đến mình cứ nói niệm phật thôi người ta khen người ta chê gì mặc kệ mình cứ lo niệm phật thôi quý vị mà làm được điều đó thật sự là những gì những đức đã nhắc nhở quý vị thật sự bị đã làm quý vị ơi trong cái cuộc đời này không phải lúc nào chúng ta cũng nháo nhào vui cười là mình thành công của đường giảng sanh đâu chưa chắc đâu cái niềm vui tí là nó quan trọng nhưng có những lúc bản thân mình thật sự phải lắng động lại có những lúc thật sự mình phải lắng động lại đó quý vị nha à. nó giống như miền ngoài bây giờ người ta đang bão tố người ta khổ quá chèn luôn bản thân mình mỗi một người thấy dân tộc thôi tấm lòng dân tộc mình nhìn thấy thôi mình đã đau lòng rồi những đức nói với vị cách nay đâu cỡ một chục ngày những đức có một chút tình cảm gì là những đức gỡ đến cho người miền ngoài hết luôn tại vì sao vì những đức nghĩ rằng đó là tấm lòng đó là tình thương mến thương dù mình không đi ra được tới ngoài đó nhưng mình có một chút tấm lòng gì là mình gỡ hết luôn gỡ hết luôn tại vì sao vì mình có một hai người ở đây thì có cái cô chủ nhà cô thiếu cái gì cô mua cho ăn rồi xong thôi Yên tâm quý vị biết rằng Cái nhân cái quả trong nhà Phật rất là hay quý vị à Mình lo cho người này Mình không phải là người này lo cho mình đâu Mà sẽ có người khác lo cho mình Ờ à, hay gì đó Một trăm luôn Mình lo cho người này không phải người này lo cho mình Mình giúp người này không phải người này giúp mình Có khi mình lo cho người này mình giúp cho người này Mà có khi người này người ta lại đến, Không có thiếu nợ mình Người ta không giúp không trả lại cho mình đâu Cái đó là do người ta không thiếu nợ mình Mình thiếu nợ người ta mình phải trả nhưng mà sẽ có người khác người ta sẽ giúp mình. Cái nhân cái quả trong cuộc đời này nó như màn lưới vậy đó. Nên mình phải tin nhân quả và phải sống trong cái tâm biết ơn. Nếu mà như vậy thì tuyệt vời quá. Nhất là ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn thầy dạy, ơn chúng sanh. Cái ơn đất nước cực kỳ quan trọng. Những thứ thấy khi mà bão tố, mà người ta trôi theo dòng nước chảy. Vì mà chỉ có nhà nước thôi. Dùng máy bay bay trên Thả người xuống đi cứu người Cái tâm mình nhìn như vậy thì cỡ nào đi chăng nữa Cái ơn của đất nước rất là lớn quý vị Giống như mình ngồi mình tu tập gì đi Người ta đều biết hết Nhưng người ta thấy mình tu đàng hoàng Mình làm việc đàng hoàng Mình nói mình niệm Phật Mình sống đúng với một công dân đàng hoàng Thì tức khắc người ta để mình tu tập Nên những đức nói rằng tuyệt đối không có nên đi đến đâu Mà làm ảnh hưởng Đến mặt an ninh nơi đó Thì mình mà là người Phật tử đặc biệt thôi Giống như những đức đang ở nhà này Những đức tại vì sao Không muốn cho một Phật tử nào đi đến đây là vì sao Chị bị biết sống cái nơi Mà gọi là một gia đình Một xã hội bên ngoài Mà nếu quý vị đi đến đây đông Sẽ làm an ninh ở đây không được đặc biệt Làm ảnh hưởng Làm người dân ở đây người ta nhìn thấy Ủa con người này là ai vậy ta Sao người này đi đến đây Tự nhiên sao người ta đến đông dữ vậy Lúc đó quý vị biết rằng là quý vị Không phải hộ trì giúp đỡ những đức đâu mà quý vị phải đưa những đức đi đến nơi chỗ khác nữa đó Không phải chuyện dễ đâu Nên mình thấy một người chịu tu Một người lo tu Mình hộ trì cho người ta không phải đem đồ ăn đồ uống cho người ta nhiều đâu Từ khi người ta đói mình cho người ta ăn miếng thôi là được rồi không? Mình cho người ta cái 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 chỗ ở thôi là được rồi. Nó, vậy là được rồi. Là cuộc đời người ta cứ sống chung chung thôi. Rồi mình đừng có đi đến cái nơi người ta nhiều quá gì. Nó không phải là cái nơi của tôn giáo chùa chiền như ngày xưa mà bây giờ những đức ở một cái nhà bình thường mà bị bị mà đến đông nên bí bị hết sức thông cảm với những đức có những người quen rồi họ muốn tìm hiểu những đức ở Không ở được Không phải đơn giản đâu nên từ nơi đó mà những đức nói đây bằng cả tấm lòng quý vị cứ lo niệm phật là hộ trì rồi đó niệm phật là giúp đỡ đến một ngày nào đủ duyên nhất định mình sẽ gặp với nhau rất là vui quý vị à lúc đó mình gặp với nhau vui vô cùng luôn tại vì sao vì người nào cũng tu tập được hết Mình đã trải qua một thời gian thử thách Cực kỳ cao Sự thử thách của những đức bây giờ cũng rất là lớn này, quý vị Rất là lớn Nếu như những đức không kiên định, không kiên nhẫn, không cố gắng tu Sự thử thách này của những đức Có khi nó đẩy những đức ra xã hội Và những đức lao theo dòng sống cuộc đời luôn Rồi biết đâu những đức buồn quá không Rồi bản thân những đức lại có một gia đình luôn rồi sao Lúc đó là nghỉ tu luôn Chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nên đây là cái kiên định phải cố gắng và phải tu tập, quyết tâm nhờ sự động lực hộ trì của quý vị bằng cách là tu chung. Những đức thấy quý vị tu tập với những đức chung đó là sự ủng hộ. Nên bản thân những đức sẽ cố gắng hết mình, dù khó khăn cỡ nào bản thân những đức cũng tu. Đó, cái đó mới là cái hộ trì đó quý vị. Chứ không phải cho tiền, cho đồ ăn nhiều không phải. Không phải đến mà thầy khỏe không, cư sĩ khỏe không không phải đâu những đức hiểu hết tấm lòng của quý vị dành cho những đức những đức hiểu hết khỏi cần nói một câu nào cũng hiểu nữa thật sự quý vị ngồi đây bị tu tập trung còn nhiều người nữa mình không thấy hết được những đức hiểu quý vị hết nếu như quý vị không quý mến thì không bao giờ vô tu chung đâu thật sự nhưng mà những đức mong rằng tất cả những người biết những đức dù quý không quý gì cứ niệm phật đi đừng có bỏ có vật hiệu tội lỗi ai để phạm thì người ta tự chịu người ta chịu nhân quả của người ta còn bản thân mình tu thì mình nhờ đừng có ghét con người mà đi bỏ Phật thấy không vì Phật đâu có lỗi lầm gì đâu Phật là bậc giác ngộ đâu có lỗi lầm mình niệm Phật để phát tự tánh Phật của mình còn có người phàm phu tạo tội nghiệp thì họ chịu nhân quả của họ còn họ khuyên mình niệm Phật là khuyên mình đi niệm Phật chứ không phải là niệm họ nên không có một cái lý do gì mình ghét họ mà bỏ Phật hết chứ nghe Nghe không còn nếu như mình có một cái cách tu nào mình tu được thì mình cứ tu tùy mình nhưng mà nếu mình tu niệm Phật lễ Phật được tốt được thì mình cứ tu Chứ đừng có ghét họ mà đi bỏ Phật. Tại vì Phật không có lỗi gì chứ nha. À, tôi ghét ông, nhưng mà tôi niệm Phật. À, tôi niệm Phật với ông. Nhưng mà tôi niệm Phật chứ đâu phải niệm ông đâu mà tôi sợ. Đúng không? Cái tâm mình phải như vậy đó thì người học Phật quá đặc biệt. Nhớ, phải mang tâm cảm ơn. Đi đến đâu cũng không làm ảnh hưởng an ninh ở đó. Phải biết ơn đất nước. Luôn luôn phải biết ơn đất nước. Mình sống như vậy thì mình đang hỗ trợ cho cái đất nước chúng ta càng ngày càng thịnh vượng tốt đẹp đó là cái đặc biệt nhất nha quý vị chúc quý vị an lạc nha ai di đào phật ai dì đào phật A di đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi ai di đào phật ừ. chúc ăn cơm chúc ngon miệng nha ai di đào phật ai di đào phật <laughs>